hương ớt Chinsu mới, bùng vị phở bún miến. Một chiều tháng năm tôi gọi về nhà, ở bên kia đầu dây giọng nói run run thật quen. Hôm nay chắc chẳng ai ở nhà, chỉ có mỗi bà tôi. Bà hỏi sao tôi mãi không về. Con bận quá chẳng nói được lâu, nên chỉ hỏi bà thêm vài câu, rồi sẽ lại lao vào với công việc ngổn ngang. Con và cha mẹ đang giận nhau, nên con cũng không muốn nói chuyện đâu. Và bà tôi chỉ biết thở dài, đừng bỏ ăn con nhé, có hôm đâu ai sẽ lo. Nếu khó khăn không đủ no, thì về nhà vẫn có bữa cơm của bà. Đừng một mình con nhé, thế giới kia sóng và gió, nên hãy cứ khóc khi con tổn thương, rồi tìm về nơi có ấm êm. Bà biết con sẽ nhớ đường. Sẽ lại lao vào với công việc ngổn ngang. Con và cha mẹ đang giận nhau, nên con cũng không muốn nói chuyện đâu. Và bà tôi chỉ biết thở dài, đừng giận cha con nhé, sớm tôi lo cho cơm áo. Mấy lúc cũng hối hận lắm, giận và chẳng biết nói với con thế nào. Đừng giận mẹ con nhé, con giống như nó ngày xưa, chỉ muốn thấy con lớn nên người, rồi một ngày sẽ có ấm êm, thế cũng là đủ rồi. Bà ngoại em sẽ rất tự hào về em và gia đình mình, những người đã mất, như là bà ngoại em, mẹ chị Phương hay là ba của anh, đều sẽ luôn theo dõi mình ở từ một chỗ nào đó. Và anh nghĩ chắc chắn là bà ngoại em đã nghe được cái bài hát này, và bà ngoại rất là tự hào về em. Anh cũng tự hào về em. Tại vì bây giờ em khóc nữa đúng không? Nó giỡn nữa rồi, nó giỡn nữa rồi. Anh cũng tự hào với em. Mọi người có tự hào về Orange không ạ? Giỏi. Cho em hát lại khúc cuối. Được. Khúc cuối nha bạn nhạc ơi.
mà cuộc đời nào có đâu lâu dài. Sợ một ngày bé đi vẫn chẳng thấy con ở đây, con vẫn chưa hiểu ra ở nơi này ngày lại ngày vẫn luôn sớm hôm rộng vòng.